và một mô hình OSI. Trong phần thứ hai, những các quy chuẩn mạng và mô hình OSI thì phần này mới gồm 3 phần kiến thức, 3 mảng kiến thức. Kiến thức thứ nhất là giới thiệu qua về các quy chuẩn mạng. Chuẩn mạng thì chủ yếu chúng ta sẽ sử dụng chuẩn của Ethernet theo chuẩn 802.exe. Vậy thì ở đây thì thầy giới thiệu qua một số cái mạng cho chúng ta, các cái chuẩn mạng cho chúng ta biết thôi, nhưng bạn không đi sâu vào. Và phần thứ hai đấy là về kiến trúc phân tầng, và phần thứ ba là cái mô hình lý thuyết, mô hình OSI. Bây giờ sẽ giới thiệu các cái chuẩn mạng cho em biết. Đầu tiên đấy là chúng ta có 3-4 cái chuẩn. Cái chuẩn đầu tiên là I3E 802.exe. Thì chuẩn này nó bao gồm rất nhiều những cái chuẩn, bao gồm rất nhiều những cái chuẩn nhỏ hơn. Thì đây là một cái chuẩn do cái tổ chức I3E đưa ra nhé, mà được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO công nhận. Thì nó bao gồm rất nhiều 802.1, 802.3 vân vân cho đến 802.11. Đây, ví dụ mỗi một chuẩn nó sẽ đặc tả về một cái mạng khác nhau, đặc tả về mạng khác nhau. Ví dụ mạng LAN để có những cái tiêu chuẩn như thế nào, tuân theo như thế nào, mạng diện rộng tuân theo như thế nào. Đấy, ví dụ về phải dùng thiết bị như thế nào, khoảng cách giữa các thiết bị là bao nhiêu, đường truyền dây cáp như thế nào, vân vân. Với mỗi một dây cáp nó lại phải có những cái đầu nối như thế nào. Đấy. Giống như chúng ta thấy rằng là ví dụ sạc điện thoại chẳng hạn, đúng không? Sạc điện thoại nó sẽ có những cổng khác nhau, đúng chưa? Đấy, mỗi một cái, mỗi một năm nó lại đưa ra một cái chuẩn riêng, đúng không? Một chuẩn riêng. Đấy, nhưng mà cái đầu nối vào, đấy là nó chỉ cải tiến cái đầu nối vào điện thoại thôi, đúng không? Còn cái cổng mà nối vào cái cục cắm vào nguồn điện ấy, thì nó vẫn là giữ nguyên, vẫn là cái cổng USB, đúng không? Vẫn là cái cổng USB, không khác gì cả. Nó chỉ mỗi cải tiến đi cái cắm vào điện thoại, cái cổng cắm vào điện thoại. Thế thì như vậy là mỗi một chuẩn nó sẽ đặc tả, đúng không? Mỗi một chuẩn nó sẽ đặc tả các cái yêu cầu khác nhau. Thế thì chuẩn 802.1 đấy là chuẩn đặc tả về kiến trúc mạng, kết nối giữa các mạng và việc quản trị mạng đối với mạng LAN như thế nào. 802.1.2 đấy là chuẩn đặc tả tầng LLC trong cái mô hình OSI. Thì trong cái phần 2 này, trong cái bài số 2, chúng ta sẽ có tìm hiểu đấy là một cái mô hình OSI nó gồm 7 tầng như thế này. Thì trong đó tầng 2, tạm chấp nhận nhé, trong đó cái tầng 2, số tầng người ta đánh giống hệt số tầng một tòa nhà, đi từ dưới đi lên 1, 2, 3, vân vân đến 7.
Trong tầng 2 nó chia thành hai tầng nhỏ là tầng LLC và tầng MAC. Thì cái chuẩn cái chuẩn 802.2 này đặt tả cái tầng LLC nhé. LLC là liên kết logic, điều khiển liên kết logic, logical link control, logical link control, điều khiển liên kết logic. Chuẩn 802.3 đấy là chuẩn đặc tả trong mạng cục bộ dựa trên mạng Ethernet do ba công ty đưa ra. Đấy, đưa ra và nó có một số những cái loại chuẩn mạnh như sau, một số những loại chuẩn mạnh như sau. Thì khi mà thầy đưa ra một cái số liệu như thế này thì chúng ta phải dựa vào các cái thông số, dựa vào đưa ra một cái chuẩn tên chuẩn như thế này thì chúng ta phải đưa cho thầy bốn thông số nhé, đưa cho thầy bốn thông số này, bốn thông số này, bốn thông số này, tốc độ truyền. Thầy lấy ví dụ này, cho một cái chuẩn là 10 base t, 10 base thì chúng ta phải đưa ra được bốn thông số nhé. Đây, chúng ta có một base 5, 10 base 5, 100 base s, 10 base t, 100 base t gì đó, vân vân nhé. F cho nó, F chữ F là fiber, viết tắt của từ fiber. F là viết tắt của từ fiber nhé. T là viết tắt của từ twist. Fiber là các quang, còn twist là các xoắn đôi. Các xoắn đôi. Thì khi thầy đưa ra một cái chuẩn như thế này, chúng ta phải đưa cho thầy bốn cái thông số. Bốn thông số nha. Đấy. Thứ nhất là tốc độ chuyển. Tốc độ chuyển. Cái số đằng trước, một chính là số đằng trước chữ base là chính là tốc độ chuyển. Đơn vị là megabit trên giây. Như vậy chúng ta có 10 base 2, 10 base 5. Tức là tốc độ chuyển của nó chỉ tốc độ là 10 megabit trên giây. Còn 100 base T tức là 100 megabit trên giây. 1000 base T, 1000 base F thì đấy là 1000 megabit trên giây. Thông số thứ hai là mạng cục bộ hay mạng diện rộng. Chữ base nó là mạng cục bộ. Còn ngoài ra nó còn có chữ là broad. Broad nhé. Broad. Quảng bá, broad. Trong từ quảng bá buổi trước thầy đưa ra cái broadcast nhé. Thì nó chỉ lấy là broad thôi. Còn base, base nghĩa là base band, tức là mạng trong mạng cục bộ, còn broad là broadband trong mạng diện rộng. Thông số thứ ba và thứ tư đấy là loại dây cáp sử dụng và độ dài tối đa. Dựa vào cái chữ bên phải chữ base, dựa vào chữ bên phải chữ base thì chúng ta suy ra được loại dây cáp. Và suy ra loại dây cáp thì chúng ta suy ra được độ dài tối đa của sợi dây. Độ dài tối đa của sợi dây. Chúng ta có ba loại cáp là cáp đồng trục, cáp xoắn đôi và cáp quang. Đấy, chúng ta chụp ba loại đấy thôi. Rất dễ nhớ nhé. Cáp đồng trục, cáp xoắn đôi và cáp quang. Cáp quang thì ký hiệu là chữ F rồi. Ký hiệu là chữ F rồi. Cáp xoắn đôi là ký hiệu chữ T. Đúng không? Như vậy còn lại là các đồng trục. Như vậy còn lại là các đồng trục nhé. Thế mình được quay trở lại này, slide cũ này. Bây giờ chúng ta có T, chữ T với chữ F thì đã biết rồi này. F là cáp quang, T là xoắn đôi rồi này. Xoắn đôi cho nên nó là gồm một sợi dây gồm 8 sợi xoắn lại, cứ hai sợi xoắn lại với nhau, cứ hai sợi xoắn lại với nhau
Nhớ thì đấy gọi là xoắn đuôi, và còn nó có 8 sợi như thế. 8 sợi như thế. Thế thì mỗi một loại tươi cáp nó sẽ có độ dài tối đa riêng. Độ dài tối đa riêng. Thế như chúng ta biết là tín hiệu điện tử khi muốn truyền từ nơi này sang nơi khác thì nó truyền dưới dạng các cái xung điện tử, đúng không? Xung điện tử. Biết các ví dụ như các cái bit nhị phân chẳng hạn. Mỗi một bit nhị phân nó có các cái năng lượng khác nhau, mỗi một tín hiệu điện tử nó có những cái năng lượng khác nhau. Những cái năng lượng đấy nó chỉ có thể đi một quãng đường cố định, chứ không phải là thích đi bao nhiêu thì đi nhá. Không phải thích đi bao nhiêu thì đi. Giống như khi chúng ta đi từ nhà đến trường, đúng không? Từ nhà đến trường thì xe máy của chúng ta, bình xăng của chúng ta ví dụ tối đa chúng ta đi được 100 cây rồi chẳng hạn. Tối đa chúng ta đi được 100 cây. Đúng chưa? Đấy. Thì tín hiệu điện tử nó cũng như vậy. Nó đi tối đa cũng chỉ trong một quãng đường nào đó thôi, chứ không phải là thích đi bao nhiêu thì đi. Đấy. Thế thì người ta đã thống kê lại, ví dụ như cặp xoắn đôi tối đa chỉ là 100 mét. Đi qua 100 mét, lớn hơn 100 mét thì tín hiệu nó sẽ bị méo đi, nó sẽ bị biến dạng đi. Và khi bên nhận nhận được nó sẽ không đúng so với bên truyền truyền đi. Đấy. Có thể nó vẫn đến nơi hoặc là có thể nó không đến nơi. Nhưng mà nó sẽ bị biến dạng, nếu mà đến nơi nó sẽ bị biến dạng, nó méo mó đi. Đấy. Và bên nhận là sẽ không nghe được, không biết được tín hiệu đấy là cái gì mà. Đấy. Còn các quang như chúng ta thấy thì chúng ta truyền tín hiệu giữa lục địa này sang lục địa khác và người ta sử dụng các quang, đúng không? Sử dụng các quang. Thường thì các quang nó sẽ là cái đường truyền, cái giới hạn đường truyền nó sẽ là khá là cao, đúng không? Chúng ta thấy rằng nó có thể truyền từ lục địa này sang lục địa khác. Nhưng mà nếu mà sợi cáp quang mà chúng ta nối ở nhà mình ấy, dùng đường internet mà đường truyền cáp quang ấy, thì nó cũng không được đến mức là độ dài là từ lục địa này sang lục địa khác thôi nhá, đúng không? Nó chỉ độ và dài tầm 200 mét thôi, từ cái thiết bị của nhà mình ra đến cái thiết bị ở ngoài cầu tiện ấy, thiết bị ở ngoài cái trạm đầu tiên ấy, đúng không? Cái bảng điều khiển đầu tiên ấy, cái bảng hộp kỹ thuật đầu tiên ấy, thì nó chỉ là tầm giới hạn trong vòng 200 mét thôi. Đấy. Còn loại cáp thứ ba là cáp đồng trục, đúng không? Như vậy chúng ta nhìn thấy số 5 với số 2. Số 5 với số 2. 5 là 500 mét, còn 2 là 200 mét. 5 là 500 mét, còn 2 là 200 mét này. Đấy. Cái cáp đồng trục nó chia thành hai loại là cáp đồng trục béo và cáp đồng trục gầy. Đấy, hiển nhiên rằng béo nó sẽ truyền đi tốc độ cao hơn. Không tốc độ cao hơn mà. Béo thì nó sẽ truyền đi với khoảng cách dài hơn. Còn gầy thì hiển nhiên là nó truyền đi với khoảng cách ngắn hơn. Đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là 5 lớn hơn 2 thì 5 đấy là cáp đồng trục béo, còn 2 đấy là cáp đồng trục gầy. Thực ra trên thực tế thì cáp đồng trục gầy thì nó chỉ được là 185 mét, nhưng người ta thường là chọn là 200 mét. Để cho nó dễ. Cái này là gặp một chuẩn là chúng ta phải biết được nhé. Này, thứ tư, chuẩn thứ tư, đấy là 802.4, mạng dành cho mạng token bus. Đây thì giải thích qua thôi nhé. Đây chúng ta sẽ có một cái bài sau. Đây là những cái phương pháp truy cập đường truyền. Token bus này, ví dụ trên địa hình chúng ta nhìn thấy có 8 máy tính A, B, C, D, E, F, G, H. Đúng không? Mà trong đó hai máy A, máy E là ở ngoài một cái vòng tròn đứt. Trong vòng tròn đứt này chỉ có 6 máy tính. 6 máy tính này là có nhu cầu là truyền dữ liệu. Hay nói khác, tức là máy nào có nhu cầu truyền dữ liệu thì phải gia nhập cái vòng này. Cái vòng tròn này. Đúng không? Cái vòng tròn này. Đấy. Còn không có nhu cầu truyền dữ liệu thì ở ngoài. Và ở trên cái
Vòng tròn này nó có một cái được gọi là token thẻ bài. Token thẻ bài. Và nó sẽ lưu chuyển ở trên vòng theo chiều quỹ ước, theo chiều mũi tên. Thẻ bài này đến máy nào thì nó cũng được quyền truyền dữ liệu. Ví dụ thẻ bài thì ký hiệu là mũi tên màu đỏ chẳng hạn. Thẻ bài máy B thì máy B sẽ cầm lấy thẻ bài. Đấy, gắn thẻ bài cùng với dữ liệu để chuyển đi trên đường truyền. Chuyển đi trên đường truyền nhé, chuyển đi trên đường truyền. Đấy. Và sau sau khi kết thúc quá trình truyền dữ liệu thì nó sẽ gửi thẻ bài theo chiều đến máy tiếp theo, đến máy C. Đấy. Tương tự máy C sẽ cầm thẻ bài. Đấy. Và lại lưu chuyển dữ liệu cùng với thẻ bài lên trên vòng. Đấy. Bao giờ truyền hết dữ liệu lại gửi thẻ bài sang máy bên cạnh. Chúng ta hình dung giống như cuộc chạy đua tiếp sức 4 nhân 100 m, tức là sẽ có 4 người, mỗi người chạy 100 m, và trong quá trình chạy là người ta phải có cầm một cái gậy, đúng không? Ai cầm gậy thì được chạy, còn ai không cầm gậy thì không được chạy. Rồi. Mạng thứ 5 là 802.5 mạng dành cho mạng dạng vòng token ring nha. Token ring. Đấy, thế thì mạng token ring nó là một cái mạng vòng tròn khép kín. Mạng vòng tròn khép kín. Vòng tròn khép kín. Đấy. Chứ không như mạng dạng burst ở trước, mạng dạng burst là cái vòng tròn ảo đó chúng ta phải thiết lập. Nhưng vòng tròn chúng ta phải thiết lập để làm một vòng ảo, vòng logic. Còn ở trong mạng ring là vòng tròn khép kín, vòng tròn vật lý, khép kín, vòng tròn vật lý. Và thẻ bài cũng lưu chuyển ở trên vòng vật lý đấy, chứ không cần phải lưu chuyển ở trên vòng ảo nữa. Mạng 802.6 là mô tả về mạng là đô thị. Mô tả về mạng đô thị. Muốn lắp đặt một cái mạng máy tính ở trong đô thị thì phải làm cái gì nha. Mạng thứ 7 đấy là 802.11. 802.11 tức là mô tả về mạng Wi-Fi, mạng wireless. Đúng không? Wi-Fi, wireless. Đấy, ví dụ như là phải là tần số sóng là bao nhiêu, đấy, khoảng cách giữa thiết bị này đến thiết bị kia tối đa là như thế nào, đúng chưa? Đấy, vân vân. Rất rất nhiều những cái yêu cầu khác nhau nhé. Ví dụ tần số 2,4 hay là 5 hay là gì ạ? Vân vân và vân vân. Đấy, ví dụ như là đây. Ví dụ đây là một cái thiết bị thu phát sóng này. Đấy, thì nó có thể bao phủ trong phạm vi là như thế nào. Đấy, đây ví dụ trong phạm vi là như thế này. Người ta phải mô tả được là giới hạn là như thế nào. Đấy, và thiết bị thứ hai đây. Đấy, nó cũng phải là các cái phủ sóng, phạm vi phủ sóng là nó như thế nào, đúng chưa? Đứng trong phạm vi những phạm vi như thế này thì mới có thể kết nối internet được. Và chuẩn thứ hai là chuẩn FDDI và CDDI. FDDI là dành cho cáp quang, còn CDDI là dành cho cáp đồng. Những cái này chúng ta cũng không đi sâu vào nhé. Chỉ biết tên, biết ý nghĩa thôi. Chuẩn thứ ba là chuẩn là ASNET. Chuyển thẻ bài với cấu trúc mạng sao phân tán và tốc độ truyền nó chỉ là 2,5 megabit trên giây thôi, rất chậm.
Vâng, rất chậm. Nhiên thì những cái chuẩn ASNET này thì ngày nay người ta cũng ít dùng, chỉ trong một số những cái công ty có những cái công việc đặc thù riêng người ta mới sử dụng mạng dạng này. Chứ còn ví dụ như bảo người dùng chúng ta mà truyền sử dụng tốc độ truyền là 2,5 Mbps trên giây thì chẳng biết bao giờ chúng ta mới truyền xong, đúng không? Máy tính của chúng ta đang sử dụng đấy là tối thiểu là 100 Mbps trên giây. Đấy, cạc mạng của chúng ta tốc độ truyền là 100 Mbps trên giây. Nếu mà chúng ta thấy chúng ta mà truyền sử dụng là 2,5, đúng không? Phải dùng không biết bao giờ chúng ta mới xem xong một bộ phim. Rồi bây giờ sang về khái niệm thứ hai là kiến trúc phân tầng của mô hình QSI. Bây giờ người ta có đấy là kiến trúc phân tầng, khái niệm kiến trúc phân tầng tức là một hệ thống mạng người ta chia thành nhiều tầng khác nhau, chia nhiều tầng khác nhau. Một hệ thống mạng chia thành nhiều tầng khác nhau. Đấy. Mục đích là chia để trị. Để chúng ta chia ra một hệ thống thành nhiều phần. Mỗi phần sẽ thực hiện một công việc khác nhau. Mỗi phần sẽ thực hiện một, mỗi tầng sẽ thực hiện một công việc khác nhau. Đấy. Nó giống như là khi chúng ta xây một cái tòa nhà. Chúng ta muốn xây tầng trên thì phải xây tầng dưới trước. Đấy. Thì cũng tương tự như vậy. Muốn có ở trong mạng, muốn có tầng cao hơn chúng ta phải đặt tả, phải xây dựng cái tầng dưới trước. Đấy, dưới trước. Thế chúng ta thấy rằng là công việc khi chúng ta truyền dữ liệu đi trên mạng thì chúng ta có rất nhiều công đoạn khác nhau, đúng không? Rất nhiều công đoạn khác nhau. Ví dụ bây giờ chúng ta gửi một cái lá thư từ nơi này sang nơi khác, đúng không? Khi chúng ta gửi một lá thư, viết lá thư cho người yêu chẳng hạn, được chưa? Viết một cái lá thư giấy cho người yêu, chắc bây giờ chúng ta chả phải viết nữa đâu, nó chỉ có thời của tôi mới phải viết thôi, đúng không? Còn thời của các em thì không cần phải viết thư giấy nữa, được thế bây giờ viết một lá thư thì hiển nhiên rằng là chúng ta phải tuân theo chuẩn của lá thư. Đấy. Trong quá trình học hồi tiểu học cấp 1, các em đã được thầy cô giáo dạy viết một lá thư nó phải bao gồm những cái gì. Nha. Chứ không phải là viết linh tinh được. Nó phải đầu tiên là phải có ví dụ như là Hà Nội ngày tháng năm. Đúng không? Sau đó bắt đầu nội dung. Bắt đầu mới viết nội dung và phần cuối thư phải ghi tên hay là cái gì đó, đúng không? Đấy. Sau khi viết lá thư xong thì chúng ta phải thực hiện là cho nó vào phong bì, dán phong bì, đúng chưa? Dán phong bì. Đấy. Sau đó lại mang ra bưu điện để dán tem và bưu điện người ta lại đóng dấu vào cái tem đấy thì lá thư đấy mới có tác dụng. Chỉ lá thư mà không có tem thì người chuyển thư không được phép chuyển, đúng chưa? Đấy, và sau đó người ta đóng dấu xong thì người ta sẽ phân loại xem là lá thư này đi địa phương nào, đi thành phố nào. Ví dụ lá thư này đi Hồ Chí Minh thì đặt ở thùng thứ nhất, lá thư này đi Hải Phòng thì đặt ở thùng thứ hai, đúng không? Đấy, vân vân. Sau đó cái thùng đấy người ta chuyển ra sân bay để người ta gửi, đúng không? Và trong trong quá trình người ta nhận chẳng hạn, trong bên nhận sang đến thành phố Hồ Chí Minh
thì thành phố Hồ Chí Minh người ta lại phân chia ra thành các quận khác nhau, đúng không? Quận này thì ông nào đưa, quận kia thì ông nào đưa. Đấy. Thế bên nhận nhận được thì lại phải thực hiện, đến nơi xong rồi, đến nhà rồi thì người ta lại phải so sánh, đúng không? Khi người ta vào cái lá thư đấy rơi vào nhà ai đấy thì những người trong nhà lại phải so sánh tên mình với tên người nhận có trùng hay không. Trùng thì mới được quyền bóc ra, còn không trùng thì không được quyền bóc, đúng không? Đấy, vân vân. Như vậy chúng ta thấy rằng là để mà truyền được dữ liệu từ nơi này sang nơi khác, chúng ta sẽ phải thực hiện rất nhiều những công đoạn khác nhau. Và người ta mới đưa ra ý tưởng là chia ra thành nhiều tầng, mỗi tầng thực hiện một công việc. Mỗi tầng thực hiện một công việc. Đấy. Yeah. Và lý do là để giảm độ phức tạp của việc thiết kế và cài đặt mạng. Khi người ta chia ra thành các tầng như thế rồi, thì bây giờ khi tôi muốn cải tiến đi thì nó sẽ không ảnh hưởng đến các cái khác nhé, không ảnh hưởng đến các tầng khác. Đấy. Ví dụ bây giờ tôi mô tả về cái cặp mạng, đúng không? Ví dụ cặp mạng ai ra nó phải có chân như thế nào, cặp mạng cổng RJ45 nó phải như thế nào. Đấy. Thì nếu mà bây giờ tôi muốn cải tiến cặp mạng để tốc độ truyền cao hơn, đúng không? Để truyền với tốc độ cao hơn thì nó không được ảnh hưởng đến các cái khác. Chứ không phải là tôi cải tiến đi, cải tiến cái cặp mạng thì tôi cũng phải cải tiến cái main để sao cho đáp ứng được cái cặp mạng đấy. Không có chuyện đấy nhá. Cải tiến cặp mạng để sao cho tôi vẫn phải cắm được vào cái main cũ, đúng không? Chứ không phải cải tiến cặp mạng đi, tôi cũng phải nâng cấp cái main, vứt hết các cái main cũ đi. Không có chuyện đấy nhá. Phải mà phải làm sao để có thể đáp ứng được tất, đúng không? Đấy. Em nói khác, tức là cải tiến thì tôi chỉ cải tiến ở một phần nhất định chứ không phải cải tiến toàn bộ nhá. Không phải cải tiến toàn bộ. Thế mục đích của việc phân tầng đấy là cung cấp một số dịch vụ nhất định cho các tầng cao hơn. Tầng 1 sẽ cung cấp dịch vụ cho tầng 2, tầng 2 sẽ cung cấp dịch vụ cho tầng 3, vân vân. Tầng Y sẽ cung cấp cho tầng, cung cấp dịch vụ cho tầng Y cộng 1. Thì đấy là những cái mà lý do và mục đích khi người ta phân tầng một hệ thống mạng. Thì nguyên tắc phân tầng, nguyên tắc phân tầng đó, những cái lợi ích, đúng không? Những cái lý do, những cái mục đích thì người ta phân tầng. Đấy. Thì, tuy nhiên khi phân tầng thì người ta cũng phải tuân theo một số những cái nguyên tắc nhất định. Đó. Giống như khi chúng ta đi ngoài đường, chúng ta phải tuân theo một số những nguyên tắc nhất định. Chứ mà chúng ta thích đi là đi, có đường là chúng ta đi, đúng không? Thì có các cái nguyên tắc như sau. Nguyên tắc thứ nhất, đấy là cấu trúc phải giống nhau. Cấu trúc phải giống nhau. Cấu trúc là bao gồm số lượng tầng và chức năng các tầng phải như nhau. Yeah. Hai máy tính, hai hệ thống mạng muốn giao tiếp được với nhau thì cấu trúc phải giống nhau, không được khác nhau nhé. Ví dụ nếu mà máy tính này tôi chia nó thành 5 tầng thì máy tính kia muốn giao tiếp được với tôi cũng phải chia thành 5 tầng. Và ngoài số tầng giống nhau thì chức năng các tầng, từng tầng cũng phải như nhau. Yeah. Ví dụ
Tầng 1 bên này là truyền dữ liệu, thì tầng 1 bên kia cũng phải có chức năng là truyền dữ liệu. Tầng 2 có nhiệm vụ nhận dữ liệu, thì tầng 2 bên kia cũng có nhiệm vụ là nhận dữ liệu. Đấy, như vậy là chức năng phải giống nhau. Đúng chưa? Phải giống nhau nhé, thì mới giao tiếp được với nhau. Chúng ta lấy ví dụ trên thực tế nhé, ví dụ một công ty tin học A nào đó, tôi chia nó thành ba bộ phận đi. Bộ phận phân tích, đúng không? Phân tích thiết kế, bộ phận lập trình và bộ phận bán hàng. Thế một công ty B mà muốn giao tiếp được với công ty A, đúng không, thì nó cũng phải chia thành ba tầng như thế. Nó cũng phải chia thành ba tầng như thế. Chia thành 3 tầng để cũng phải có phòng phân tích thiết kế, cũng phải có phòng lập trình, cũng phải có phòng bán hàng, đúng không? Bởi vì nếu mà không có phòng như thế thì hiển nhiên rằng hai công ty đấy sẽ không thể nào giao tiếp được với nhau. Bộ phận lập trình, bộ phận phân tích thiết kế thì sẽ làm việc bộ phận phân tích thiết kế, bộ phận lập trình sẽ làm việc với bộ phận lập trình, và bộ phận bán hàng thì sẽ làm việc với bộ phận bán hàng. Chứ không phải lấy bán hàng xong lấy một thằng phân tích khảo sát sang bán hàng, đúng không? Không ai làm như thế cả. Mỗi người một chuyên môn, đúng không? Không thể nào lấy một người phân tích thiết kế hay một người lập trình sang giao tiếp với thằng bán hàng, đúng không? Đấy, thì nếu mà làm như thế thằng bán hàng bên kia nó sẽ xỏ mũi tốt, đúng không? Đấy. Như vậy muốn giao tiếp được với nhau bắt buộc phải có cấu trúc giống nhau. Nguyên tắc thứ hai đấy là phải xác định được mối quan hệ giữa hai tầng liền kề nhá. Xác định được mối liên hệ giữa hai tầng liền kề, giữa tầng Y trừ một và tầng Y, hoặc là tầng Y và tầng Y cộng một, tức là tầng liền kề nó phải quan hệ với nhau như thế nào, phải liên kết với nhau như thế nào, trao đổi dữ liệu là làm sao. Và một cái nguyên tắc tiếp, nguyên tắc thứ ba đấy là hai tầng thấp nhất thì mới có liên kết vật lý, còn các tầng còn lại là chỉ có liên kết ảo, liên kết logic thôi, liên kết ảo nhé. Liên kết ảo. Đây, đây mình sẽ lấy ví dụ về một cái mô hình. Yeah. Bây giờ ví dụ có hai hệ thống A và hệ thống B. Hệ thống A là bên trái, hệ thống B là bên phải. Mình chưa? Hai hệ thống này muốn giao tiếp được với nhau thì phải có cùng số tầng. Ví dụ thầy đặt là N tầng, N tầng, đánh số thứ tự từ 1, từ tầng thấp nhất cho đến tầng cao nhất, theo thứ tự từ 1 trở đi, 1, 2, vân vân. Thế thì chức năng thứ nhất, đây là số lượng tầng giống nhau rồi, chức năng của các tầng này cũng phải như nhau. Tầng 1 này làm gì, tầng 1 này làm cũng phải làm cái đấy. Tầng Y này làm cái gì thì tầng Y bên này cũng phải làm cái đó. Hay nói khác, tức là giữa hai cái tầng Y cùng mức với nhau, giữa hai tầng Y cùng mức với nhau, nó phải có một cái giao thức tầng Y, nó phải có ngôn ngữ riêng, đúng không? Nó phải có ngôn ngữ riêng, chỉ có tầng Y mới hiểu được. Còn tầng Y chỉ một và Y cộng một không hiểu được cái giao thức này, không hiểu được cái ngôn ngữ này, không hiểu được. Không hiểu được. Và nguyên tắc thứ ba đấy là nguyên tắc thứ hai thì là giữa hai tầng, tầng Y này và tầng trên nó, tầng Y này và tầng dưới nó phải có những cái giao thức liên kết, phải có những cái mối quan hệ, người ta phải định những mối quan hệ. Ví dụ tầng Y trừ một muốn truyền dữ liệu lên như thế này phải làm thế nào, tầng Y muốn truyền dữ liệu lên tầng Y cộng 1 phải làm như thế nào, hoặc tầng Y cộng 1 muốn truyền dữ liệu xuống tầng Y phải làm thế nào, vân vân.
người ta phải xác định mối quan hệ. Và nguyên tắc thứ ba, đấy là chỉ có tầng 1, chỉ có tầng 1 mới có đường truyền vật lý. Chỉ tầng 1 mới có đường truyền vật lý. Mới có liên kết vật lý. Còn từ tầng 2 trở đi chỉ liên kết với nhau qua một cái được gọi là giao thức. Qua một cái giao thức hay còn gọi là liên kết ảo. Giao thức. Rồi, bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo. Đấy là mô hình tham chiếu mô hình OSI. Trình mô hình OSI được viết tắt của từ Open System Interconnection. Chúng ta dịch sang là mô hình liên kết các hệ thống mở. Đấy, open là mở, systems là các hệ thống, interconnection là liên kết. Mô hình liên kết các hệ thống mở. Liên kết các hệ thống mở. Thì mô hình này được ISO. Công nhận. Wow. Được công nhận. Và tất cả mọi người muốn tham gia mạng đều phải tuân theo những cái yêu cầu trong cái mô hình OSI này. Phải tuân theo. Thì cái việc người ta đưa ra cái mô hình OSI này là nhằm mục đích đấy là kết nối các hệ thống mạng, kết nối các cái sản phẩm của các hãng sản xuất khác nhau, của các hãng sản xuất khác nhau lại với nhau. Ví dụ như là cả mạng tôi mua của một hãng, main tôi cũng mua của một hãng, đúng không? Ổ đĩa tôi cũng mua của một hãng, RAM lại một hãng khác, như là bốn hãng như thế, nhưng mà phải lắp đặt lại thành một máy tính được, nhé, thành một máy tính được. Đấy là mục tiêu người ta nhắm tới. Hay nói cái khác, tức là anh muốn sản xuất một cái thiết bị nào đó, một cái gì đó liên quan đến mạng máy tính, anh phải dựa vào cái mô hình này, anh xem đặc tả của nó là cái gì và phải tuân theo những cái đặc tả đó. Sai đặc tả đấy là không kết nối được với các cái thiết bị khác, không được, thì sẽ không kết nối được với các cái máy tính khác, không kết nối được với các thiết bị khác của công ty khác. Cái mô hình OSI người ta đưa ra nó gồm có 7 tầng. Gồm 7 tầng. Thì nhiệm vụ của em là phải nhớ tên và từ từ các tầng. Tên và từ từ các tầng.
Thank you.
Lazada xuất nhiệt thích. Tóc này thì đấm nhau với chính đồng bào của mình. Đây là Dre Parker. Như truyền thống của gia đình Parker thì Dre cũng mồ côi bố. Hai mẹ con Dre phải chuyển từ Mỹ sang Trung Quốc để sinh sống. Sau một chuyến bay dài dằng dặc, họ đến nơi. Dre đang chưa biết phải kỳ vọng gì ở cái chốn thiên an môn này thì Harry Osborn đây chủ động đến làm quen với Dre. Và thanh niên này cũng là người bạn đầu tiên của
Rồi, tiếp tục. Tiếp tục nha. Những vụ của em này đã nhớ tên, nhớ tự bắt đầu nha. Ví dụ ở trên thế giới, người ta đưa ra cái cách mỗi câu cho chúng ta dễ nhớ, đúng không? Chữ cái của mỗi một từ. Chữ cái của mỗi một từ. Đấy. Đồng nhau nhé. Nào, cái câu tiếng Anh này cũng rất đơn giản thôi, đúng không? Đọc từ dưới đọc lên. Đọc từ dưới đọc lên. Yeah. Please do not tell somebody password anytime. Yeah. That's the thứ ba, đấy là các cái giao thức trong mô hình OSP. Các giao thức trong mô hình OSP thì chúng ta sẽ có hai loại giao thức chính là giao thức có liên kết và giao thức không liên kết. Thế thì mô hình OSP là một mô hình là lý thuyết thôi, một mô hình lý thuyết, một cái mô hình chung. Vì vậy là khi đưa ra các cái giao thức thì nó không có tên cụ thể, ví dụ không có phải giao thức TCP, không phải là giao thức World Wide Web, không phải giao thức HTTP, không phải giao thức email nhé. Nó không phải có tên cụ thể nào cả. Ở trong cái mô hình này nó chỉ đưa ra hai loại chung chung thôi, đấy là có liên kết và không liên kết. Và tùy từng cái mô hình thực tế mà người ta sẽ có là giao thức có liên kết là tên là những là giao thức nào, giao thức không liên kết là những giao thức nào. Đấy, chứ còn trong mô hình OSI thì nó chỉ đưa ra một cái lý thuyết chung như thế này thôi. Cái giao thức có liên kết tức là một cái giao thức mà trước khi truyền dữ liệu giữa hai tầng đầu mức sẽ phải liên kết, sẽ phải thiết lập một cái liên kết logic, sẽ phải thiết lập một cái liên kết logic và các gói tin sẽ được trao đổi thông qua liên kết này. Và nhờ có liên kết vì vậy là việc trao đổi dữ liệu là an toàn hơn, an toàn hơn. Loại thứ hai là giao thức không liên kết. Giao thức không liên kết tức là trước khi truyền dữ liệu không thiết lập liên kết logic và mỗi một gói tin sẽ được truyền độc lập với các gói tin trước hoặc sau nó. Chúng ta hình dung là có liên kết nó giống giống cái chuyển mạch kênh, còn không liên kết tức là giống như chuyển mạch thông báo. Yeah. Giống giống như vậy nhé. Nhưng mà chúng ta khi người ta hỏi chúng ta là giao thức trong mô hình OSI
thì chúng ta phải nêu ra được là hai loại giao thức có liên kết và không liên kết. Bây giờ sẽ xem về, sẽ tìm hiểu về nhiệm vụ của từng tầng. Nhiệm vụ của từng tầng. Nhiệm vụ thì sẽ đi từ tầng trên cùng xuống tầng dưới thấp, từ tầng 7 xuống tầng 1. Từ tầng 7 xuống tầng 1. Tầng 7 và tầng ứng dụng là cái tầng mà chúng ta giao tiếp nhiều nhất. Đó. Tên gọi của nó là chúng ta biết rồi, ứng dụng. Và tất cả những cái giao diện về tất cả những cái giao diện, tất cả những cái ứng dụng ở trên máy tính, ở trên mạng, đấy là của tầng 7. Đấy là của tầng 7. Ví dụ như các cái chương trình soạn thảo văn bản, những cái trình duyệt web, những cái ngôn ngữ lập trình, đúng không? Ngôn ngữ lập trình thì những cái đó được gọi là tầng ứng dụng. Chúng ta sẽ giao tiếp với máy tính là hai cái tầng nhiều nhất, là tầng trên cùng và tầng cuối cùng, tầng 1 với tầng 7. Tầng 1 là tầng về các cái vật lý, các cái giao diện phần cứng, các cái vật lý. Thì các tầng này nó sẽ mô tả. Thực ra thì nó là mô tả. Ví dụ như là anh muốn lập trình thì anh phải tạo những cái giao diện như thế nào để có thể là lập trình được, đúng không? Và hay nói khác, ví dụ như là các cái API, đúng không? Muốn làm thì phải làm như thế này, để phải tuân theo những cái chuẩn đó. Tầng 6 trình bày. Trình bày hay người ta gọi là trình diễn cũng được. Trình bày hoặc trình diễn. Cái tầng trình bày này có nhiệm vụ là chuyển đổi các thông tin từ cú pháp người sử dụng sang cú pháp máy để chuyển dữ liệu vào một vật. Ví dụ như là bây giờ tôi muốn gửi một cái dữ liệu. Dữ liệu của người dùng sẽ có rất nhiều dạng khác nhau. Hình ảnh, âm thanh, đúng không? Hình ảnh, âm thanh, video hay là văn bản. Đấy, có rất nhiều. Mỗi một loại đấy là dữ liệu của người sử dụng, đúng không? Thì nó phải chuyển sang dữ liệu của máy, cú pháp của máy. Mỗi một dạng văn bản, mỗi một dạng dữ liệu nó sẽ có những cú pháp khác nhau, đúng không? Ví dụ về hình ảnh, BMP, GIF, JPEG, mỗi một loại file ảnh nó sẽ có những định dạng khác nhau và định dạng đó như thế nào, đúng không? Để sao cho bên nhận được, khi gửi đi và bên nhận được
dựa vào những cú pháp đó và họ sẽ hiển thị được cái ảnh đấy lên trên màn hình, đúng không? Được cái ảnh đó lên trên màn hình. Thì người ta gọi đây là tầng trình bày trình diễn. Ngoài ra thì nó cũng có thể nén dữ liệu mã hóa. Tầng 5 tầng 5 hay còn gọi là tầng trình bày trình diễn, à, tầng giao dịch, tầng phiên, tầng giao dịch. Phiên làm việc, ca làm việc nhé, tầng phiên. Phiên làm việc, ca làm việc. Chúng ta nhìn thấy mặc dù nó rất là dài dòng như này nhá, thì thầy giải thích cụ thể, lấy một cái ví dụ cho chúng ta dễ hình dung nhá. Chúng ta nghe thấy ví dụ sát lập ảnh xạ giữa các tên là địa chỉ là cái gì gì này, đúng không? Bây giờ lấy một cái ví dụ nhé. Bây giờ thầy đang giảng trực tiếp này, giảng nhà trực tuyến này, thì chúng ta thấy rằng là thầy đang truyền hai dạng dữ liệu sang bên các em, âm thanh và hình ảnh. Ví dụ thầy bật camera lên, đúng không? Âm thanh, hình ảnh, thậm chí cả văn bản này nữa, được. Các cái các cái dữ liệu khác nhau. Như vậy chúng ta thấy rằng là âm thanh được xuất phát từ micro này, hình ảnh thì xuất phát từ webcam này, còn văn bản là hiển thị ở trên máy tính ấy, ở một nguồn khác nữa. Thế thì bây giờ làm sao để sao cho khi nó truyền sang bên nhận thì phải làm sao giữa hình ảnh và âm thanh nó phải đồng nhất với nhau. Ví dụ khi khẩu hình của thầy mở ra chữ O thì nó phải âm thanh phải phát ra chữ O, chứ không phải là âm thanh đến trước hình đến sau, hoặc ngược lại âm thanh đến sau hình đến trước. Này thì cái tầng giao dịch này, tầng phiên này, nó phải có nhiệm vụ là đồng bộ các cái dữ liệu từ các nguồn khác nhau bằng cách để đặt tên, đúng không? Đặt tên. Đặt tên. Hay nói khác, tức là nó phải xác lập cái ánh sáng giữa các cái tên đó với nhau. Ví dụ hình ảnh, khẩu hình miệng của thầy là O thì tương đương với âm thanh cũng phải là O, nó đặt tên là phải giống nhau, tương tự nhau, để sao cho sang phía bên kia nhận được thì nó phải ghép vào. Nó phải ghép vào. Mòn mặt bật nhỏ tiếng. Mòn. Đấy, thì đấy là tầng phiên nhá. Tầng phiên, phiên làm việc, ca làm việc. Thì nó đồng nhất giữa các cái dữ liệu khác nhau, xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Phiên làm việc, phiên làm việc của các dữ liệu, ca làm việc. Cái trên này thầy có ví dụ này, tương tự này, họ trực tuyến này, hai nguồn dữ liệu âm thanh, hình ảnh.
xuống tầng 4. Hay gọi tầng vận chuyển. Tầng vận chuyển có nhiệm vụ là chuyển gói pin trên cơ sở trực tiếp giữa hai đầu nút, giữa hai đầu nút hay giữa hai điểm, giữa hai thiết bị đầu cuối. Thế thường để đảm bảo việc chuyển ổn định trên mạng thì tầng vận chuyển này sẽ chia nhỏ gói dữ liệu thành nhiều gói nhỏ, và khi chia nhỏ ra thì nó sẽ phải đánh số thứ tự các gói dữ liệu đó, và phải đảm bảo để sao cho chúng chuyển theo đúng thứ tự, đảm bảo chúng chuyển theo đúng thứ tự. Thì ở trong tầng 4 nó còn có một khái niệm nữa, đấy là số hiệu cộng. Và anh số thứ tự từ 1 đến 65.535. 65.535. Thế thì mỗi một cộng thì sẽ nó tương ứng với một cái dịch vụ. Mỗi một cộng tương ứng một dịch vụ. Thế vì sao người ta đưa ra số hiệu cộng như thế này? Thì bây giờ thầy lấy một cái ví dụ như sau. Bây giờ giả sử thầy có cái này nhanh. Mình nhớ. Bây giờ thầy có một cái máy tính này. Thầy muốn kết nối đến cái server, hai cái server đi. Thì chúng ta sẽ in dung nhé. Đây là máy tính của thầy nhé. Đúng không? Máy PC. Đấy. Thầy ví dụ thầy kết nối đến cái này, ví dụ Face. Ví dụ đây là cái gì? YouTube. YouTuber. Đúng không? Hay nói cách khác, tức là máy tính của thầy phải mở ra hai trình duyệt web, đúng không? Mở ra hai trình duyệt web. Trình duyệt web thứ nhất kết nối đến file, trình duyệt web thứ hai kết nối đến YouTube. Và khi bên này nhận được yêu cầu thì phải gửi dữ liệu về. Cũng tương tự như vậy, YouTube cũng phải gửi dữ liệu về cho thầy. Thế bây giờ làm thế nào để nó biết được là tôi gửi về cửa sổ thứ nhất hay về gửi về cửa sổ thứ hai? Bởi vì tôi có hai cửa sổ. Bởi vì chúng ta gửi về cùng một địa chỉ, đúng không? Luồng dữ liệu từ Face, đúng không nhỉ? Luồng dữ liệu từ Face và luồng dữ liệu từ YouTube gửi về đều gửi về cùng một địa chỉ, cùng được gửi về My PC của tôi, gửi về cùng một địa chỉ. Thế để mà phân biệt giữa số hiệu cộng, để phân biệt giữa cửa sổ thì nó đưa ra khái niệm đấy là số hiệu cộng. Tức là
Ở trình duyệt web thứ nhất, trình duyệt app thứ nhất. Đấy. Ví dụ địa chỉ của thầy lúc ấy chúng ta nhìn thấy là địa chỉ là 102 đúng không? Ví dụ thế nhé. Địa chỉ là 102. Thì tôi sẽ mở ra một số liệu cổng. Ví dụ tôi mở ra cổng 8.000. Ở cửa sổ thứ hai vẫn là địa chỉ là 102. Cổng tôi để ra cổng 8.001. Đấy. Được. Nó sẽ đính kèm với gói dữ liệu. Gói dữ liệu gửi đi. Thế như vậy là khi mà bên nhận được, ví dụ YouTube nhận được, thì nó sẽ gửi về địa chỉ này 102.2.8001. Còn Face nó sẽ gửi về 102.2.8000. Tức là 8.000 tôi gắn vào cửa sổ thứ nhất, còn 8.001 tôi gắn vào cửa sổ thứ hai. Chưa? Đấy là ý nghĩa của số liệu cổng. Đúng không? Hoặc không là ví dụ như chúng ta có tôi vào cùng một trang web. Đúng không? Tôi mở ra hai cửa sổ được phép mà. Tôi mở ra hai cửa sổ. Cửa sổ thứ nhất tôi vào YouTube, cửa sổ thứ hai tôi cũng vào YouTube. Đúng không? Kết nối đến cùng một cái server. Thế làm thế nào để nó biết được là cửa sổ thứ này tôi xem cái gì và cửa sổ thứ hai tôi xem cái gì? Thì nó đấy là nó dựa vào số liệu cổng. Số hiệu cổng. Thế những cái số hiệu này là nó có sẵn, người ta định nghĩa một số những cái dịch vụ có sẵn ở trong Windows khi chúng ta cài đặt lên nhá. Khi chúng ta cài đặt lên service, define service. Open with vào nhé. Đây, ví dụ để mở ra define service này, đây. Chúng ta nhìn thấy đây. Số liệu cổng. Tên các dịch vụ tương ứng với từng số liệu cổng. Ví dụ như là cổng Telnet 23 này, cổng mail này 25 này. Đúng không? Vân vân. Ví dụ như cổng 80 là HTTP. Đây, cộng 80 là HTTP. Đấy. Cộng 80 HTTP. Thì khi chúng ta kết nối vào trình duyệt web, khi chúng ta kết nối vào một cái server mà cung cấp dịch vụ web, thì chúng ta thường chúng ta phải gọi đến cộng 80. Nhưng mà người ta ở đây người ta mặc định rồi, gọi bằng cách là dấu 2 chấm. Vậy như thầy dẫn đấy là 102.2.8000, 102.2.8001. Thì khi chúng ta gọi là muốn vào một trang web nào đó thì chúng ta phải gõ thêm dấu 2 chấm. Nhưng mà ở đây người ta quy định rồi là cứ HTTP là cộng 80. Vì vậy là chúng ta không cần phải gõ 2.80 nữa. Để mặc định hết rồi. Tự động, coi như là tự động gọi đến đây. Thôi, tôi vừa làm cái gì rồi. Đấy, đấy là nhiệm vụ tầng 4. Tiếp theo nhiệm vụ tầng 3.
Tầng thứ ba là tầng mạng. Có nhiệm vụ là xác định việc tìm đường các gói tin ở trên mạng. Thế để tìm đường thì chúng ta phải dựa vào địa chỉ là địa chỉ logic. Trên một máy tính sẽ có hai loại địa chỉ, là địa chỉ logic và địa chỉ vật lý. Giống như con người chúng ta cũng có hai loại địa chỉ. Nếu mà muốn gửi một lá thư giấy, bao giờ chúng ta cũng phải có hai loại. Đấy là tên người nhận và địa chỉ người nhận. Đúng không? Tên người nhận và địa chỉ người nhận. Đấy, nó cũng tương đương với địa chỉ logic và địa chỉ vật lý. Tên người nhận tương đương với địa chỉ logic. Thấy không? Nhận. Tên người nhận thì tương đương với địa chỉ vật lý. Còn địa chỉ người nhận, địa chỉ nhà ấy, thì tương đương với địa chỉ logic. Thế thì việc tìm đường thì dựa vào địa chỉ logic. Hay nói khác, cái người đưa thư, người ta tìm đường thì người ta phải dựa vào địa chỉ nhà. Và người đưa thư, người ta cầm một cái phong bì, chúng ta hình dung là chúng ta là người đưa thư chẳng hạn, đúng không? Đi làm thêm, làm người đưa thư. Thì hiển nhiên rằng là khi chúng ta cầm một cái lá thư lên thì chúng ta đọc địa chỉ thôi, đúng không? Chứ còn tên người tôi chả cần quan tâm. Đó, tên người tôi không quan tâm nhé. Tôi chỉ quan tâm đến địa chỉ đó có hay không. Tôi đến đúng địa chỉ đấy, vứt lá thư vào trong nhà là xong nhiệm vụ của tôi. Đó, vứt lá thư vào trong nhà là xong. Đấy. Tầng 4, à, tầng 3 có nhiệm vụ là tìm đường. Tìm đường. Và trong tầng 3 nó sử dụng thiết bị là router. Chỉ có router mới có tính năng tìm đường. Chỉ có router mới tính năng tìm đường. Hay nói khác, chỉ có router mới đọc được địa chỉ IP. Còn các cái thiết bị khác là không đọc được địa chỉ IP. Các thiết bị khác là không đọc được địa chỉ IP. Tầng 2 là tầng liên kết dữ liệu, tầng data link. Tầng này có nhiệm vụ xác định cơ chế truy nhập thông tin ở trên mạng. Các dạng thức chung trong các gói tin và nó làm việc với địa chỉ vật lý. Địa chỉ vật lý. Và sử dụng hai cái thiết bị mạng là bridge và switch. Bridge và switch, hay nói khác là bridge, chỉ có bridge và switch là đọc được địa chỉ vật lý, đọc được địa chỉ vật lý. Chỉ có bridge và switch là làm việc với địa chỉ vật lý. Tầng 1 là tầng vật lý. Tầng vật lý, như cái tên gọi của nó là vật lý, là các cái liên quan đến phần cứng, các cái thiết bị về phần cứng, về ví dụ như là dây điện, về điện, về dây cáp, đầu nối, các cái kỹ thuật nối mạch điện, điện áp như thế nào. Ví dụ mức dữ liệu mức 0, bit 0 thì tương đương với bao nhiêu vôn, bit 1 thì tương đương với bao nhiêu vôn, vân vân. Những cái đó là liên quan đến phần, liên quan đến về tầng vật lý. Và ở trong tầng vật lý thì nó sử dụng thiết bị mạng, đấy là repeater và hub.
hai thiết bị repeater và hub. Như vậy là thầy đã giới thiệu xong về cái chức năng trong bài tập mô hình OSI. Tiếp theo đấy là thầy giải thích về cách hoạt động khi nó chia thành 7 tầng. Hay nói khác tức là cái cách hoạt động của một cái mô hình chung nhá, khi phân tầng. Khi phân tầng thầy có đấy là các cái ký hiệu này. Bây giờ thầy có hai máy A, máy bên trái là máy truyền dữ liệu, bên trái là máy truyền, bên phải là máy nhận dữ liệu, bên phải là máy nhận dữ liệu. Thế thì quy tắc truyền như sau: dữ liệu không truyền trực tiếp từ tầng 7 hệ thống bên này sang tầng 7 bên này, không truyền trực tiếp. Con người chúng ta đang ngồi trên tầng 7 này, chúng ta không truyền trực tiếp từ tầng 7, không truyền trực tiếp từ bên này sang bên này, mà chúng ta phải đi theo chiều từ trên xuống dưới, đi theo chiều từ trên xuống dưới nhé, từ trên xuống dưới này, sau đó đi trên đường truyền này, và sang phía bên nhận lại là đi từ dưới đi lên, từ dưới đi lên. Đấy. Chúng ta hình dung nhé, trong một quá trình chúng ta gửi một lá thư khi chúng ta muốn dán phong bì, dán tem, đúng không? Hay nói cách khác, quá trình đấy là quá trình đóng gói dữ liệu, đóng gói dữ liệu. Còn bên nhận thì sẽ thực hiện quá trình được gọi là mở gói dữ liệu, đóng gói và mở gói dữ liệu. Đấy. Thế bây giờ đầu tiên dữ liệu ở trên tầng 7, chúng ta có các ký hiệu này. D ký hiệu là data, D7 là data tầng 7, D6 là data tầng 6, D5 là data tầng 5, H là header là các cái trường thông tin. Nó bao gồm ví dụ, nó gọi là các trường thông tin ví dụ, địa chỉ người nhận là gì này, địa chỉ người gửi là gì này, địa chỉ người nhận là bao gồm địa chỉ logic này, địa chỉ vật lý này, đúng không? Số hiệu tổng, số thứ tự, vân vân, rất nhiều những cái thông tin khác nhau thì người ta gọi chung đấy là header, gọi là header trường, các cái trường thông tin. Đấy. Mỗi một tầng nó sẽ có những cái header khác nhau, đấy, những cái thông tin khác nhau. Thì đầu tiên tôi có dữ liệu được gửi đi là tầng 7, từ tầng 7. Đấy. Tầng 7 sẽ thêm vào các trường thông tin của nó, mỗi một tầng sẽ thêm vào trường thông tin riêng của nó. Đấy. Đây là mô hình chung, áp dụng chung cho tất cả các mô hình ở trên mạng nhé. Mô hình OSI hay mô hình TCP/IP hay các mô hình khác nữa trước đấy thì nó đều sử dụng các cái cách thức như thế này. Đấy, từ tầng 7 này thêm vào header, chuyển xuống tầng 6. Thì cái mà nó chuyển xuống thì nó coi đấy là data của tầng 6. Data của tầng 6. Thì tầng 6 có nhiệm vụ thêm vào trường thông tin của mình. Thêm vào trường thông tin của mình. Rồi lại chuyển xuống tầng 5. Đúng không? Chuyển xuống tầng 5 thì nó coi đấy là data của tầng 5. Data của tầng 5. Tầng 5 sẽ thông vào thêm vào trường thông tin của mình. Thì tầng 5. Vâng vâng, cứ thế đi xuống. Xuống tầng 2. Tầng 2 sẽ thêm vào đằng trước và đằng sau. Đằng trước để biết được đâu là điểm bắt đầu. Đúng không? Đằng sau là biết được đâu là điểm kết thúc. Đúng chưa? Đâu là điểm kết thúc của một gói dữ liệu. Đấy, thế thì chúng ta thấy rằng là khi bên nhận được đây, đây các cái tín hiệu nhé. Sau khi chuyển đổi thành các cái bit 0 và 1, nó thành các cái tín hiệu điện tử như này. Bit 0 và 1. Thế bên nhận được liên tục các tín hiệu này. Nhận được liên tục. Thế nó phải nhận được một tín hiệu đấy thì tôi hiển nhiên nói cứ nhận được 0101. Nó nhận 0100 không gì đó, nó cứ nhận, khi nó phải biết được đâu là điểm bắt đầu của một gói dữ liệu,
đâu là điểm kết thúc của một gói dữ liệu. Thì cái tầng 2 này sẽ có nhiệm vụ là ký hiệu bắt đầu một gói dữ liệu và ký hiệu kết thúc một gói dữ liệu. Sau đó chuyển xuống tầng 1. Tầng 1 sẽ mã hóa, nó sẽ chuyển đổi các cái tín hiệu, các cái dữ liệu đó thành các cái bit 0 và 1, 0 và 1 để có thể truyền đi trên đường truyền. Và sau đó truyền đi trên đường truyền vật lý sang phía bên này. Bên này sẽ làm thứ tự ngược lại, bên kia đóng gói thì bên này phải mở gói. Cứ tầng tương ứng thêm vào cái gì thì tầng tương ứng bên này sẽ bỏ đi cái đó. Tầng 2 thêm vào header 2 và channel 2 thì tầng 2 bên này sẽ có nhiệm vụ là bỏ header 2 và channel 2 trước khi đưa nó lên tầng 3. Trước khi đưa nó lên tầng 3. Tương tự, tầng 3 cũng phải bỏ gói dữ liệu, bỏ cái header 3. Hay nói khác, tức là khi chúng ta dán phong bì thì chúng ta phải bóc phong bì, đúng không? Bóc phong bì, bên nhận phải bóc phong bì, còn bên gửi phải dán phong bì, đóng phong bì. Đấy, và vân vân, lên đến tầng 7. Hay nói khác, tức là chỉ có cùng tầng mới hiểu được ngôn ngữ của nhau, đúng không? Chỉ có tầng 3 mới hiểu được header 3. Chỉ có tầng 3 mới hiểu được header 3 để có thể bỏ header 3 đi. Còn tầng 3 mà không hiểu, tầng 3 mà không biết được, không cùng một ngôn ngữ, không cùng một chức năng, nó không cùng chức năng thì hiển nhiên là không hiểu được cái header 3 này nói cái gì, thì làm sao mà đọc được mà bỏ đi được. Đấy là quá trình xử lý nhé. Đấy, quá trình xử lý. Đây là các ví dụ chúng ta tự thấy nhé. Đây là ví dụ. Ví dụ này chúng ta có thể tự tập. Này để sau, này để buổi sau chúng ta làm. Rồi bây giờ sang phần cuối của bài 2 này, đấy là chúng ta áp dụng về cái mô hình tham chiếu SI, đấy chính là cái mô hình TCP/IP. Mô hình TCP/IP. Thì cái mô hình TCP/IP này là cái mô hình thực tế. Trước khi có cái mô hình TCP/IP này thì mỗi một hãng đưa ra cái mô hình riêng của mình. Không ai chịu theo ai cả. Không ai chịu theo ai cả. Ví dụ như là, trở lấy ví dụ như là cái hệ điều hành của Apple chẳng hạn, đúng không? Máy móc chẳng hạn. Máy tính quả táo ấy. Thế thì hệ điều hành đấy là chỉ dành riêng cho máy tính quả táo, không tải ở trên hệ máy khác, đúng không? Nhưng mà ở trong hệ điều hành Windows, chúng ta thấy là nó có thể cài trên các cái máy tính khác nhau, rất nhiều các cái máy tính khác nhau, đúng không? Ví dụ của Dell, ví dụ của Samsung, đúng không? Ví dụ của Lenovo, đúng không? Vân vân, rất nhiều các hãng khác nhau, tôi có thể cài được. Đấy, bởi vì họ tuân theo một cái chuẩn, còn máy Apple, máy Mac là đưa ra một cái chuẩn riêng. Vì vậy là máy hệ điều hành của Apple thì không thể cài trên các cái máy bình thường được, và hệ điều hành của Windows thì không cài trên được cái máy Apple. Thế thì đấy là tức là hai hãng
đưa ra hai cái chuẩn khác nhau. Thế thì bây giờ đưa ra hai mô hình khác nhau thì hiển nhiên rằng hai máy tính nó không thể nào giao tiếp được với nhau. Và một thằng thì sử dụng mô hình TCP/IP, một thằng thì sử dụng riêng mô hình riêng của mình. Cứ như vậy là vi phạm cái nguyên tắc phân tầng. Tức là hệ thống tầng là khác nhau, cấu trúc tầng là khác nhau, số lượng tầng khác nhau, chức năng mỗi tầng là không giống nhau, vậy không thể nào đọc được. Thế vì vậy tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đưa ra một cái mô hình thực tế là TCP/IP. Ai muốn tham gia mạng thì mày phải tuân theo, còn mày không tuân theo thì tự mày chơi riêng với mày, tự mày chơi riêng nhá. Thì hiển nhiên rằng mà đã làm mạng thì phải làm thế nào để kết nối các thiết bị lại với nhau, chứ không phải là chỉ kết nối một nhúm thiết bị, mà tôi là phải làm thế nào để kết nối tất cả các thiết bị với nhau. Thì hiển nhiên là để kết nối các thiết bị với nhau, tôi phải sử dụng mô hình TCP/IP. Thì cái mô hình này được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, áp dụng với tất cả các thiết bị nha, máy tính này, điện thoại, các thiết bị cầm tay này, máy tính, máy in này, máy chiếu này, vân vân. Cứ cái nào mà kết nối mạng là phải sử dụng cái mô hình TCP/IP này. Thế thì cái mô hình này nó gồm 4 tầng. Đấy, tên 4 tầng này: Application Transport Internet và Network Interface. Đấy. Thì ở đây thì có một cái so sánh nha. Này bỏ qua. Đây, so sánh giữa hai cái tầng này, giữa hai cái mô hình này. Mô hình OSI và mô hình TCP/IP với nhau. Thầy gọi vẽ chính xác rồi nhé. Đưa ra chính xác, tương ứng như thế nào. Đấy. Tầng 1 bên phải thì tương đương với 1-2 bên trái. Đây, tầng 1 thì tương đương với 1-2 bên trái. Tương đương tức là thế nào? Tương đương là thế nào? Tương đương tức là thầy hỏi chức năng của tầng 1 TCP/IP thì B y nguyên tầng 1-2 bên OSI sang. Nha, hay nói cái khác tức là tầng 1 bên này sẽ làm nhiệm vụ của tầng 1-2 bên này. Đấy. Tầng 2 sẽ làm nhiệm vụ của tầng 3. Tầng 2 nhiệm vụ của tầng 3. Tầng 3 làm nhiệm vụ của tầng 4. Tầng 4 làm nhiệm vụ của tầng 5, 6, 7. Đấy. 5, 6, 7. Đấy. 5, 6, 7. Và ở trong cái mô hình này thì đưa ra tên một số những cái giao thức ở trong mô hình TCP/IP. Thì chúng ta có như sau. Tầng 2 nó có 3 cái giao thức chính như thế này. 3 giao thức chính. Giao thức IP, ARP, ICMP. Tầng 3 thì có 2 giao thức chính. Tầng 3 thì có 2 giao thức chính, TCP và UDP. Chỉ có 2 giao thức này thôi. TCP là có liên kết, UDP là không liên kết. Đó. Thì cứ theo nhu cầu, không muốn dùng có liên kết thì tôi sử dụng giao thức TCP/IP. Còn nếu mà không cần liên kết thì tôi sử dụng giao thức UDP. Và ở trên tầng 4 này, chúng ta là tầng application, để có rất nhiều những giao thức khác nhau, rất nhiều nhé, không thể nào liệt kê hết được đâu. Ví dụ giao thức là DHCP này, giao thức DNS này,
đúng không? Giao thức World Wide Web này, giao thức email này, giao thức HTTP này, vân vân. Rất nhiều những giao thức khác nhau. Đấy, cứ chúng ta có nhu cầu như thế nào thì chúng ta sẽ sản xuất ra, sẽ đưa ra cái giao thức để phục vụ cái công việc của mình. Rất rất nhiều nhé, không thể nào kể hết được. Vậy thì không, thầy không đưa ra ở đây. Đấy. Còn chỉ có ở tầng 2 với tầng 3 là các cái giao thức cố định này. Chúng ta không thể nào thêm vào được nữa nha. Không thể nào muốn thêm vào mà thêm được đâu. Thế mà ở cuối slide đấy là tổng kết của các cái chức năng của các tầng trong mô hình OSI. Tầng 7 là cung cấp các dịch vụ mạng, thực hiện các tiến trình, cung cấp các cái chương trình ứng dụng. Tầng 6 là biểu diễn dữ liệu, trình bày dữ liệu. Tầng 5 là phiên làm việc, quản lý các cái ca làm việc, các cái quá trình truyền thông giữa các máy. Tầng 4 đấy là truyền dữ liệu đáng tin cậy giữa điểm này với điểm khác. Tầng 3 là đánh địa chỉ logic và tìm đường. Tầng 2 là truy cập vào môi trường truyền và sử dụng địa chỉ pháp lý. Và tầng 1 để truyền các bit nhị phân. Thì đấy là nội dung của bài học buổi hôm nay. Rồi, có ai có câu hỏi gì, có ai có thắc mắc gì không? Còn nếu mà không có ai có thắc mắc câu hỏi gì thì chúng ta nghỉ thôi. Ok, nghỉ nhá. Vâng. Bách sao thế? Thằng Bách hôm nay mới học buổi đầu tiên à? À. Thầy quy định từ buổi trước rồi còn gì nữa. Tự vào điểm danh chứ còn gì nữa. Tự điểm danh thôi, thầy điểm danh mất thời gian, tự dưng mất thời gian của các em đấy. Tự dưng mất 10 phút điểm danh, 10 15 phút điểm danh rồi ơi. Mất công vừa mất tôi ra lại phải nói nhiều đấy. Tự điểm danh thôi. Điểm danh gọi là giấy điểm ý thức từ trực tuyển. À, chúng ta cũng cần điểm đâu. Online thì kiểu gì chả vào, có học hay không thì đấy là việc của các em, là nghĩa là gì chả vào, chả kiểu gì chả có mặt ở đây, chứ không phải như offline. Offline chúng ta đi chơi hay là làm cái gì đấy thì mới không có mặt, chứ còn ở đây thì kiểu gì chả có mặt được, bật máy đấy dứt đấy ngủ vẫn được. Ok rồi nhá, cả lớp nghỉ nhá. Chào cả lớp. Ờ, xin chào. Hãy subscribe.